Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái công đoạn một người nông dân chăm chỉ nè. Đấy, thịt bò xong là phải cho bò ăn để bò đẻ tiếp rồi chúng ta thịt tiếp ha. Khổ lắm chứ lì. Đây. Cái chuồng bò mình xây ở trên đây á, tuy là nó đỡ choáng diện tích ở phía dưới thiệt. Nhưng mà xây trên đây thì nó hơi chật á, thành thử ra bò chen chút. Có một vài con nó đẻ xong á, nó lọt ra bên ngoài. Mình hết cách mình để cho nó thả rong ở ngoài đi chứ biết sao giờ. Kìa. Như con đó là con bò lạc đó. Kệ đi, cho bò lạc ngoài đó đi ha. Và hôm nay mình thấy những cái em Storm Stratus ngoài tự nhiên á, rất là kiểu thường xuyên đáp vô cái khu vực mình luôn á. Ui. Oh my god, man. Trời ơi, Thunder Room đi lạc vô chuồng bò rồi. Rồi luôn, nhốt chổng luôn. Cái tội đi lạc, có ngày bò nó cắn nghe. Bò mình, ê. Ui, hình như Thunder Room mới thịt bò của mình đi vậy. Ủa sao mình thấy cái da bò dưới ta? Kìa cơ. Một xíu mình ra mình điểm mà thiếu con nào Thunder Room tới cái củ kiệu với mình. Mình cho ở nhờ đó chứ không được ăn bò của mình đâu. Chứ đừng có như Nether nha, ở nhờ xong rồi thịt hết nguyên đàn bò của mình là mệt lắm á. Và hổm rồi, các bạn biết tại sao mà mình có cái cúp y như là cúp Super không? Bây giờ mình đã khắc chế được rồi. Tìm ra lời giải đáp là tại cái nón này. Cái dòng Adept cay tê nha. Cái dòng Adept này nó không cho mình đào. Nè, mình đội lên cái nè. Đó. Cầm cúp mà cũng như không mà không có đào được đá gì trơn á. Dòng Adept khốn kiếp này. Và cách tốt nhất đó chính là mình sẽ làm một cái nón mới. Sau đó cần hóa lên. Ê, Thunder Room bay rồi cơ. À, cũng được ấy, thông minh ấy. Được. Tưởng đâu không chịu bay ra là mình nhốt ân trọng luôn. Rồi, và coi bây giờ cái nón nó sẽ cho mình dòng Magic Protection hả? Kiểu như là bảo vệ khỏi phép thuật á. Có nên không ta? Ok, quất luôn đi. Tại lâu lâu mình cũng gặp mấy cái ông phù thủy, pháp sư các thứ ha. Lấy Magic Protection cũng khá là tốt. Và nó cho mình thêm May Affinity nữa kìa. Ok. Và chất lượng của cái nón này á thì nó trừ mình hết một giáp rồi, mình muốn thay đổi chất lượng một xíu. Cho lộn cho vô đây. Cho cái nón vô. Đó, bây giờ thì cộng thêm một giáp gì nữa cả. Ok, cũng im. Cái ổng của mình thì cộng bước chân. Ok, nói chung thì set đồ của mình bây giờ là tương đối tốt rồi đó. Chỉ cần nó đập được thôi là mình vui lắm rồi, mình không cần gì nhiều đâu. Yếu xíu cũng được nữa. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành up hai cái quả trứng rồng mà hôm qua mình tìm được ha. Đầu tiên, đó chính là trứng rồng Ace. Một trứng rồng có thể nói là có cái nét gì đó của nhung nham á. Nên mình sẽ up bằng cái máy up trứng rồng chạy bằng nhung nham nè. Đó. Còn trứng rồng Elemental. Trứng rồng này thì mình không thể up bằng máy up trứng rồng chạy bằng nhung nham đâu. Mà phải làm máy up chạy bằng nước ha. Hầu hết mình thấy những cái em rồng mà kiểu hiếm á, đa số là sử dụng bằng cái máy này thôi nè. Mình thấy vậy thôi nhưng mà không biết có phải như vậy hay không. Lần nào mình thấy trứng rồng hiếm là y như rằng là về đều up bằng cái trứng rồng, máy up trứng rồng này á. Và trong hai em rồng này thì mình rất là mong đợi cái quả trứng rồng Elemental á nha. Tại vì hôm qua rồng Elemental chỉ cần phun nhẹ mình một cái thôi là mình đã ngẫm củ tỏi rồi. Rất là dữ luôn. Nên ha, hôm nay mình quyết tâm mình phải gán nuôi được một em rồng Elemental mới chịu. Và trong lúc chờ đợi thì để mình coi hổm rài mình dùng cái Saber này. Mình thấy nó cũng không ăn thua. Mặc dù nó đã mạnh đi rất là nhiều rồi đó, mạnh hơn rất là nhiều rồi nhưng mà nó cũng vẫn không ăn thua ấy. Dragon Bon. Coi mình còn làm được gì bằng xương rồng không ta? Cung, đúng rồi. Hay là bây giờ mình làm một cái cung bằng xương rồng nha.
Hợp lý á, mình vẫn chưa có vũ khí tấn công tầm xa mà bằng xương rồng á. Mình nhắm mình có thể làm được cây sung. Ủa, cây cung bằng xương nè. Cây sung là cây bó tay luôn. Rồi ok, mình sẽ làm một cây cung bằng xương á. Mình sẽ cần chỉ. Rồi hình như cần có xương nữa thì phải. À không, không cần xương đâu, mà cần que. Mình cần que. Rồi cũng như là cần handle nữa. Là mình sẽ cào làm một cái handle trước ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy xương wither ra. Làm cái wither bone handle. Cuối cùng là mình sẽ lấy xương rồng ra ha. Xương rồng là cái vật liệu cuối cùng á. Đây, có luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ cho vô bàn chế tạo và bấm theo công thức của cây cùng xương rồng này. Là mình đã làm ra được rồi. Và điều tuyệt vời hơn là mình sẽ tách cái dòng vô hạn ra luôn ha. Để mình có thể bắn được thoải mái hơn. Mình sẽ cần phải có sách. Ủa sách rồi. Đây. Tách ra, hy vọng là đừng có mất luôn nha trời. Bùm. Rồi ok. Có được dòng vô hạn rồi. Và trước khi đi cường hóa tiếp thì để mình coi coi. Cái cây này thì hình như là phải dùng cái bon thì phải. Cái vũ khí của nó là không phải cái mũi tên đâu. Mình nhớ là nó cần cái bon gì á. Hay là Raven bon ta? Raven arrow có không? Có luôn nè. Đúng. Mình cần xương rồng với mảnh wither, xương rồng, mảnh wither. Đây. Đó thì mình mới có thể bắn được ha, chứ mũi tên thường thì không có bắn được. Ok, giờ thì ra cường hóa cái đi. Để mình coi coi cường hóa lần này thì cây cung của mình sẽ có được những dòng cường hóa gì. Tốt nhất vẫn là dòng sức mạnh đó. Liệu rằng có được hay không? Ui, nó cho cái dòng màu đỏ. Hello các bạn, mình vừa tìm được một server Skyblock rất thú vị, phù hợp cho các bạn có máy tính có hình yếu. Đó chính là server MyAhihi. Server hiện tại đang có rất nhiều người chơi, nhiều sự kiện như là đánh boss, nhặt hòm tiếp tế. Với lối farm mob stack, kiếm một lần được cả đống đồ luôn, nên các bạn có thể tha hồ cày cuốc, đúng kiểu làm giàu không khó ha. Chỉ ngay cùng mình tại server MyAhihi các bạn nhé. Ifrit Jut Gaming. Mình là người chơi hệ tò mò mà quất luôn, bệnh gì cỡ. Rồi coi coi cái này bắn bị cái gì không. Chưa rõ lắm. Nhưng mà có cái dòng màu đỏ này nhìn cũng sợ sợ nha. Chắc mình nên tò mò thêm vài lần nữa quá. Thử lại, mình không thể chấp nhận được. Nó cho đúng cái dòng màu đỏ đó luôn thì không tốt đâu. Nè, bây giờ có sức mạnh rồi nè. Hên quá, tham lam một xíu mà là mình đã có được sức mạnh 4 rồi. Yay, và có chậm hỏng luôn. Quá sao đã. Giờ thì chỉ cần ép cái dòng vô hạn nữa thôi là cây cung của mình dùng rất là lâu rồi đó. Đây, ép dòng vô hạn vô ha. Vô hạn vô trong cây cung. Ta-đen. Và bây giờ thì cây cung của mình có thể bắn được thoải mái mà không sợ hết những cái kiểu như là mũi tên bằng xương rồng ha. Mình mình ép dòng vô hạn vô là mình không cần mũi tên mình vẫn bắn được nè. À hay vậy. Vậy thì tốt. Ok. Đỡ tốn. Rồi và nãy giờ cái trứng rồng của mình chắc ấp xong rồi đó. Vậy ấp xong trứng rồng luôn. Quá xá đã. Giờ thì cùng nhau chào đón thành viên mới nào. Rồng Elemental cũng như là rồng Ice ha. Mình sẽ cho rồng Ice ra trước. Tại vì trứng rồng Ice mình tìm được trước một xíu ha. Đây, mình sẽ cho rồng Ice ra ở góc này. Ice. Ai là tên ai luôn. Ai mình dễ đọc mà. Đây. Đó. Nhỏ xíu 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 mà rất là đẹp nha. Đừng nhờn. một em rồng mới và coi coi em này thì ăn gì ta? Em này thì ăn cà rốt với táo. Ui và có vẻ khá là thích lửa nè. Chạy lại cái chỗ lửa luôn. Đúng là rồng Ice có cái rất là thích lửa ha. Chạy lại đống than lửa nè. Ok. Được. Giờ tới rồng Elemental nè, rồng này hơi bị ngầu đó, em đừng giật mình nha.
Elemental. Đấy. Bùm. Ôi trời ơi. Ngầu khỏi bàn luôn á. Mới cấp 1 thôi mà đã gì rồi. Em này thì ăn cá hả? Không biết mình còn cá không ta. Lần trước mình câu không biết còn không. Ờ lên còn còn. Có hai loại cá luôn. Mình sẽ dằn bụng trước nha. À không không không. Mình đem cá theo để có gì. Mình sẽ cho Elemental ăn để hồi phục. Còn giờ mình sẽ cho ăn thức ăn cho rồng. Để mau lớn trước đã. Rồng ai xịu chịu khó đi nha. Anh ưu tiên Elemental trước để hôm nay anh cưỡi Elemental đi quẩy bữa coi. Coi coi có căng cực hay không. Nửa cái con này nó thấy mình cho rồng ăn cái nó chạy lên nó chen vô. Rồi lớn đi em. Lớn lên. Mau lớn lên nào. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Cái con Thunderdom này Lusubu quá nha. Người ta ăn rồi cứ đẩy người ta. Đây, ăn vô em ơi. Ui cái dáng ăn kìa nhìn cũng rất là ngầu ha. Ngồi xuống chéo chân rồi ngồi ăn á. Rất là đẹp luôn. Đúng là rồng dữ có khác. Rồi để coi coi rồng Elemental thì cấp bao nhiêu là sẽ cưỡi được. Thông thường thì những con rồng phổ biến á, thì hầu hết là cỡ cấp 25 là cưỡi được à. Để coi coi với Elemental thì cấp bao nhiêu là cưỡi được nha. 23 nè. 24. 25. Ui 25 là bắt đầu một răng nanh. Cánh cũng dài hơn. Và cưỡi được luôn. Elemental chỉ cần cấp 25 thôi là mình đã có thể cưỡi bay được trên bầu trời rồi. Thì chiêu phun lửa là ngọn lửa màu tím nha. Ghê lắm á. Ê, mình lại gặp được cái em rồng Storm Stratus màu đỏ hôm bữa rồi nè. Em rồng mà mình nói hiếm hiếm nè. Hôm nay gặp được luôn. Và ở đây thì có hai em rồng đang ngủ chung với nhau nè. Ôi, mấy em rồng này thân thiện á, ngủ chung với nhau luôn. Rồng này là rồng 7 màu, Rainbow. Cái đuôi 7 màu á. Còn bên đây là rồng Red á. Hai loài rồng này thì mình vẫn chưa có gặp được cái trứng nè. Không biết là gần đây có cái trứng không nữa. Đi, mình sẽ cưỡi Thunder. Ủa gì, cưỡi Elemental đi tìm thử không. Quá đã luôn. Trời ơi. Ngầu ngầu sao á. Xuống đây em, xuống đây em. Để mình cho để mình kêu Elemental xuống đây. Bà xuống đây. Đi chậm từ từ thôi nào. Kìa. Cái này mà mình nghĩ là càng lớn thì cái phần chân nè, móng vuốt các thứ nó sẽ dài ra hơn nữa. Quá đẹp luôn á. Lượng máu thì cũng tương đối nhiều luôn, 30 mấy máu là rất là nhiều rồi đó. Im. Mình nghĩ Elemental sẽ là một trong những trợ thủ đắc lực á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm mục tiêu để test sức mạnh cái đó. Úi, hồi nãy như mình mới đi ngang một cái cây, cây bông có độc thì phải. Mất máu rồng rồi nè. Rồi, đi. Ở đây coi. Ở đây có cái tổ mấy cái con bọ nè. À, cơ hội để mình thể hiện, cơ hội để mình thể hiện. Thể hiện đi em. Ủa cái gì á? Ui con rồng kia nó tấn công mình mà nó bắn trúng cái lá xong nó chết luôn rồi cả. Ê con này làm gì? Ê làm gì? Con này làm gì? Láo nháo, mình bắn một cái là đi liền á. Elemental chứ không phải rồng thường đâu, phun lửa nè. Quỷu liền, sao không áp sát được? Sao mà áp sát được? Ô. Cẩn thận. Mình phun mà gần quá là mình với em rồng sẽ bị nhận sát thương á. Ở đây cho mình một cái bánh gì đây. Một xíu mình ăn sao. À ở đây có một cái tổ bọ ghê quá à. Ghê. Tấn công nó. Mình tấn công tầm gần rất là dễ. Kiểu như là tự gây sát thương lên người luôn á. Để mình đẩy lùi nó ra trước đã. Gì đi cho chắc. Rồi ở đây lại gặp thêm một em rồng rác nữa. Rồi mình bay vòng vòng đây coi coi có gặp được cái tổ rồng rác hay không nha. Quá xa đã luôn. Ủa hôm qua mình thấy Elemental phun mình một cái chết luôn mà ta. Hay là tại cấp 100 nên mạnh như vậy. Cũng có thể lắm. Ở đây có rồng gì á. Ủa rồng này rồng gì nữa. Sao nhìn lão hắt vậy. Trời ơi đây là rồng
Berteris. Lần đầu mình gặp loài rồng này luôn. Rất là lạ á. Có màu xanh đặc trưng luôn á. Để mình cho rồng ăn cái đã. Rồng mình mất máu à. Hiếm nha, lần đầu mình gặp. Để mình... Ủa cái chỗ này mình khám phá chưa ta? À như chỗ này mình khám phá rồi. Lần trước mình còn còn test cây cúp sắp bè ở đây nữa mà. Nhớ rồi. Ờ. Hôm nay mình cũng có từng qua cái phía bên đây rồi. Nhưng mà có vẻ là không có bất kỳ một cái tổ rồng khác nào bên đây hết. Rất là đáng tiếc luôn. Thôi đi nào Elemental ơi. Gì đây? Sao lại bay vô lọt cây như vậy? Bố tài Elemental vậy đó. Đi. Qua đây. Thử bằng mai coi. Đằng kia là rồng gì vậy? Ê, lại là một loài rồng mới nữa sao kìa. Ui sao màu hồng hồng đẹp vậy. Hôm nay đọc quá trời rồng mới luôn. Đây là Storm Falcon hả? À Storm Falcon nhưng mà phiên bản màu vàng. Đẹp vậy ta. Ủa gì? Phiên bản màu hồng chứ nhầm màu vàng cái gì không biết. Phiên bản màu hồng á. Quá trời đẹp luôn. Và bên đây là rồng gì đây? Đây là rồng Clan hả? Ui gì 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 gì? What? Ui tự nhiên mình bị cà giật. Ui cẩn thận. Oh my god. Mình quên mất. Ui cái con rồng này nguy hiểm lắm nha. Con rồng này lúc trước từng đoạt mạng mình một lần rồi. Con rồng này nè. Ui gội luôn. Mỗi lần gần con đó là bị băng game à. Nó rồi. Bay lẻ mới văng game đến bây giờ. Cái con rồng nó nguy hiểm lắm nha. Đó con đó. Lần nào mình gặp nó mình cũng bị băng game luôn. Mình để ý rồi. Và nó cũng cực kỳ mạnh nữa. Một quả cầu của nó thôi là cũng có thể. Rồi thôi xong rồi nữa thôi. Một quả cầu của nó thôi là cũng có thể đoạt mạng được mình đấy. Như vậy ấy. Đừng. Sao có bị. Ui sao mình bị cà giật rồi. Chết thờ mình bị dính lời nguyền cà giật rồi. Không ổn mà đại dương ơi. Oh my god luôn. Đâu rồi Elemental lên em. Cửi đi chỗ khác thôi. Chỗ này nguy hiểm quá. Nữa. Cái gì vậy? Sao cười. Cây tươi nhờ. Có điềm. Em rồng ơi. Bây giờ chuồn về nhà là thượng sách em ơi. Ôi mà trước khi chuồn. Ê. Trước khi chuồn thì để anh chuồn qua cái tổ rồng cái đã. Thời tới cả không kịp các bạn ơi. À. Hai cái em rồng Berteris đã đi rồi. Thì mình sẽ thay mặt em ấy giữ cái trứng luôn. Ui giời ơi. Quá là hợp lý. Ngờ. Ôi, rồng Berteris trở về ơi. Ê đừng bỏ anh mà. Cho anh cưỡi coi. Chạy. Ui trời ơi em mới sống vô. Dạ. Sao không bật cánh ra. Rớt cái bẹp luôn. Không sao. Mình nhân ổn. Hên quá. Tưởng đâu là chuyến này đi là toan rồi chứ. Nhưng mà đã vậy còn hốt được cái trứng rồng nữa. Quá là im luôn. Nhưng mà có gà hơi ớn nha. Sao mình cưới em này gặp toàn là thứ dữ không à. Rất là nhiều mối nguy hiểm luôn. Ồ, ở phía này đang có một em rồng. Rồng mi nè. Ui, rồng mi cấp bao nhiêu mà nhìn to thế. Cái em rồng mi đó rồng mi màu tím, màu xanh đậm nha. Giống như màu xám như đó chứ không phải màu đen. Giống mi của mình. Mi của mình là màu đen. Nói mi mới nhớ, lâu rồi mình chưa thăm mi á. Chưa cho mi ra trận á. Để hôm nào mình sẽ dành riêng một ngày của mi luôn nha. Người bạn đầu tiên của mình mà dễ gì mà mình bỏ được. Rồi dưới này có nhà bà bộ thủy hay sao nè. Làm thôi đi, thôi mình về nhà luôn đi. Hướng này là gần về tới nhà mình nè. Lượn về nhà luôn ha. Ui sợ tính ra
Elemental bay cũng nhanh lắm á chứ. Được. Im. Rồi xong. Lượn một vòng chung với Elemental xong rồi. Cái kết là văng game hai lần. Nguy hiểm thiệt sự á. Đi với Elemental toàn gặp thứ dữ thôi. Rồi giờ thì tới chuyên mục của rồng Ace ha. Rồng Ace đâu, để mình kêu rồng Ace ra. Đây Ace đây. Đi ra đây. Ăn rồi trường cho em chứ. Rồng Ace đây. Ồ, hình như rồng Ace cũng có thể ăn được khoai tây sao á. Đúng rồi, rồng Ace cũng có thể ăn được khoai tây bình thường á. À, được quá chứ. Rồi bây giờ mình sẽ cho rồng Ace ăn thức ăn cho rồng để cho mau lớn. Nè, ăn đi em ơi, anh chia ra. Mặc sức đó mà ăn. Rồi, trời ơi, rồng mây nhỏ xíu xì xíu hả. Mình còn có 30 mấy phần ăn thôi, không biết có đủ để cho rồng Ace lớn hay không ra. Hy vọng là đủ ha. Rồi. Tò mò về cái hình dạng cấp 25 của em ấy quá. Cố lên. Ăn cho mau lớn. Cấp 15 rồi nè mà vẫn còn chút ẻn à. Cái này chắc cũng cỡ cấp 40 á. Mình đoán vậy. Thôi kệ bao nhiêu thì bao nhiêu chứ. Cũng phải gán nuôi cho em ấy lớn để còn cưỡi nữa. Nè ăn đi. 20 đây nè, chuẩn bị lên cấp 25 nè. Đó. Coi kìa cấp 25 mà vẫn mới đứng ngang ngực mình à. Còn rất là nhỏ luôn. Có vẻ là hôm nay mình không đủ thức ăn để cho rồng Ace lớn để cưỡi đi khám phá rồi. Nhỏ gì sao mà cưỡi được. Ít nhất ra thì cũng phải bự hơn mình một xíu như rồng Elemental nè. Cỡ cỡ đấy thì mới cưỡi được ha. Chứ nhỏ quá thì nghĩ không đủ để cho mình cưỡi á. Ồ. Tiếc ghê á. Không đủ à. Để bây giờ mình lên mình thịt luôn. Chưa trước khi thịt để mình ép cái dòng nhạc vô cái đã. Hổm rồi quên cái vụ dòng nhạc nữa. Đây nhạc đây. Ép vô cây Cyber Farm cho nó tốt. Đợi anh xíu. Bữa nay anh sẽ thịt bò thêm ngay tại đây luôn. Hy vọng là đủ nha. Bao nhiêu rồi? Không đủ rồi. Mình sẽ thịt phân nửa thôi. Để còn phân nửa mình còn nhân giống tiếp á. Gần 2 stack đúng không? Ok, đi xuống dưới mình kết hợp với xương để tạo ra thức ăn cho rồng thôi nè. Xương ở trong này. Chắc phải đi săn thêm xương nữa. Không ra chế tạo quá trời hao luôn rồi. Mình sẽ làm thức ăn cho rồng theo công thức như vậy. Đó. Được 14 phần ăn nữa. Khá là nhiều luôn. Ô. Và tính thoảng mình giết á, nó cứ rơi ra cái trophy này nè. Trophy của mấy con bò á. Mà mình ít khi mình giữ lắm. Thôi để cái đó đi. Mình sẽ bắt đầu cho rồng ăn tiếp ở đây. 35 rồi. Hết hồn dương cái cánh nha. Mình tưởng có thể cưỡi rồi chứ. Làm mừng hụt à. Rồi chuẩn bị lên cấp 40 nè. 40 cũng là một cột mốc mới á. Ồ, con mốc 40 thì vẫn chưa cưỡi được nha. Vậy là phải cho ăn tiếp rồi. Thử 45 coi. Ồ, con mốc 45 thì vẫn chưa cưỡi được luôn. Rồi. Mình nghi là chắc cũng cỡ 5... Ê, cưỡi được rồi nè. À... cưỡi được rồi. Yay. Đã ghê á. Đây chính là rồng... rồng Ace ha. Và rồng Ace thì chỉ có kỹ năng phun hỏa cầu thôi. Mình sẽ thử tấn công cái con này. Úi dồi ôi, phun một. Phải lại, tấn công. Trời ơi, phun... Xem chung. Tấn công. Chúng rồi. Cũng khá là mạnh á. Vừa lỡ cà khịa rồi. Nó giận mình. Nó đang đuổi theo mình. Đuổi anh bắt được em. Úi xoay. Dễ gì mà bắt được. Mình lạng lách tiếng giọng không bị ghê. Úi. Gớt ngay rồi. Oh no. Một đòn tấn công như vậy. Coi kìa. 30 mấy máu. Cỡ 34 máu á.
thôi em đừng đừng em. Ê, con kia. Sao sao người đá, người dám đá em gồng của ta? Trời, nó đá em gồng của mình. Ghê thiệt. Gì đấy, sao Storm Stratus lại tấn công mình vậy? Ô, Storm Stratus tấn công mình kìa. Ui, lao tét thiệt. Em ơi, lại đây, lại cứu anh, cứu anh. Ui, bơ đâu ra vậy? Dám tấn công mình hả? À? Mình sẽ cho biết mùi, ním mùi lại. Ním mùi lại nè. Tấn công mình hả? À? Tấn công mình xong chạy, ai cho? Ai cho? Từ 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 từ. Mình sẽ trả mối thù này mới được. Dám tấn công mình. Tấn công nè, để coi coi. Để coi coi còn cấy được bao lâu. Để coi coi, ui xem chúng nè. Để coi coi. Chạy, giờ chạy. Chạy á, chạy hộ. Chạy hộ. Em đâu? Khai quá. Ngủ à. Ngủ nè. Ngủ nè. Chạy, cho chạy đó. Mình không muốn chia cùng với tận đâu. Đừng khà khịa mình là được. Mình với em rồng đúng thân thiện luôn. Mà cứ cà khịa. Em rồng này thì ăn trái cây nên không có ăn thịt được. Nè, ăn cà rốt đỡ đi em. Đấy, con nào mà cà khịa mình là sẽ bị em rồng tấn công giống như vậy đó. Thấy hiền chứ không phải vậy đâu. Đừng có nhờn với em rồng. Nè nè, con xương nè, con xương nè. Con xương nè. Đừng có nhờn. Rất là mạnh đấy. Enderman, Enderman nè. Enderman nè. Enderman. Ui, dùm bay, dùm bay. Dùm bay nè. Ui. Ui, no. Mình đến. Oh. Tấn công mạnh quá. Mình thì suýt ngụm. Em rồng ai ngất xỉu rồi. Trời đất ơi, mạnh quá cũng khổ. Nữa hả? Ok, cái con rồng khốn kiếp kia nó tìm tới nhà mình rồi. Oh, no. Mình hơi bị cay hơn đó luôn á. Con đó nó, tính mạng của mấy em rồng gần nhà mình cũng có thể bị đe dọa đấy. Không biết bây giờ mình có nên dụ nó không ta? Không biết là có nên hay không nữa. Nó cứ bay lảng vảng như đó. Bây giờ chỉ còn cách là mình sẽ đứng từ xa mình thử mình tiêu diệt nó thôi. Chứ để nó mà phát hiện đàn bò của mình hoặc là những em rồng của mình á là nó sẽ giết đấy. Ui, mình bắn chúng nó xong cái nó bắt đầu nó nó cắm đầu xuống kìa. Ừ, vậy đi nha, đừng có lại gần nhà ta nha. Ui, nó đáp rồi, nó đáp rồi. Nguy hiểm quá. Nói chung, trong ngày hôm nay á thì mình đã có thêm hai cái thành viên mới rất là đắc lực nha. Thứ nhất là Ice và thứ hai là Elemental. Trong tương lai thì mình sẽ gắng nuôi nấng cho mấy em rồng này, kiểu như đạt cái cấp độ cao hơn á thì may ra sát thương nó mới tăng được. Giống như rồng Ice đó, chỉ mới cấp 45 thôi mà có thể đánh bại được một cái con xương mà cỡ 40 mấy 50 máu bằng một quả cầu duy nhất thôi. Rất là mạnh đó nha. Mình nghĩ tất cả các em rồng đều mạnh thôi, nhưng mà kiểu như chưa đủ cấp để đạt được sức mạnh đó. Và mình sẽ gán săn là hạt nhiều bò trong chuồng bò của mình kìa. Mình nghĩ mình còn phải săn dài dài đây thì mới đủ nguồn thức ăn cho nguyên đàn rồng cực nhiều của mình nữa. Rồi, mong rằng mình sẽ sớm thực hiện được những điều đó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye bye.